Ban biên tập xin được kính chào và gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có những phút giây thực sự thoải mái khi đón xem những video của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ là những tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với thời lượng của bản tin 24 giờ. Bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Quốc hội Mexico hôm 12 tháng 9 trưng bày các mẫu vật được cho là xác của người ngoài hành tinh tại một phiên điều trần về UFO vật thể bay không xác định. Theo tờ USA Today, hài cốt của những sinh vật được cho là không phải con người được trưng bày trước Quốc hội Mexico bởi một chuyên gia về UFO, người trước đó từng trình bày những khám phá về người ngoài hành tinh nhưng sau đó bị bác bỏ. Những sinh vật không phải là người được nói trên, với thân hình bé nhỏ, bàn tay có 3 ngón và đầu thon dài. Trông giống như thứ bước ra từ một bộ phim bom tấn Hollywood về cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Nhưng nếu như nhà nghiên cứu UFO Jamie Mawson được tin tưởng lần này, thì những mẫu vật mà ông trưng bày trước các nhà lập pháp Mexico là có thật. Phải thừa nhận một số tuyên bố trước đây của Mawson được chứng minh là sai. Tuy nhiên, đầu tuần này, nhà báo nổi tiếng, chuyên gia về UFO đã xuất hiện trước các nhà lập pháp Mexico để trình bày thứ mà ông tuyên bố là hai xác chết người ngoài hành tinh cổ đại, không phải con người. Ông nói rằng các hài cốt này được tìm thấy vào năm 2017 từ Cusco, Peru, sau đó qua phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ cho thấy chúng có niên đại lên tới 1.800 năm tuổi. Những tuyên bố có vẻ hoang đường của ông Mawson không có bằng chứng của bên thứ ba được đưa ra trong phiên điều trần về UFO tại Quốc hội của Mexico. UFO hiện được chính phủ Mỹ gọi là UAP, viết tắt của từ tiếng Anh có nghĩa là hiện tượng dị thường không xác định, một thuật ngữ chung để mô tả các vật thể được phát hiện trong không trung, biển và vũ trụ khó có thể lý giải. Trong phiên điều trần, ông Jamie Mawson mang tới hai chiếc hộp chứa thứ mà ông được xác định là của người ngoài hành tinh được tìm thấy ở Peru vào năm 2017. Ông cho biết việc xác định niên đại bằng carbon 14 do Đại học Tự trị Quốc gia Mexico thực hiện đã xác định hài cốt có niên đại 700 đến 1.800 năm tuổi. Mỗi mẫu vật chỉ có 3 ngón tay trên mỗi bàn tay và chiếc đầu thuôn dài, giống với nhân vật ET của Hollywood. Chụp ảnh X-quang của các mẫu vật cũng được trình bày trong phiên điều trần. Các chuyên gia đã làm bằng chứng công bố rõ ràng rằng mẫu vật có bộ phận dường như là trứng hoặc buồng trứng, trong khi mẫu còn lại có phần ghép cấy bằng các kim loại hiếm như oxium. Ông Mawson đã làm bằng chứng khi phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha rằng đây là lần đầu tiên sự sống người ngoài trái đất được thể hiện dưới dạng như vậy và tôi nghĩ có một bằng chứng rõ ràng rằng chúng ta xử lý các mẫu vật không phải con người, không liên quan đến bất kỳ loài nào khác trên thế giới của chúng ta. Phiên điều trần nhằm tranh luận khía cạnh ngôn ngữ về UFO trong luật bảo vệ không gian. Hãng tin Reuters dẫn lời truyền thông địa phương cho biết, nếu ngôn ngữ này được chấp thuận, Mexico sẽ trở thành quốc gia đầu tiên chính thức thừa nhận sự hiện diện của sự sống ngoài hành tinh từng tồn tại trên trái đất. Chuyên gia Mawson cho biết, các mẫu vật hóa thạch trên được tìm thấy tại các mỏ ở Cusco, Peru, trong một lớp đất tảo cát, hay còn gọi là tảo thực vật phù du cổ đại. Ông cho hay trường Đại học Tự trị Quốc gia Mexico đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên mẫu vật này và tiết lộ rằng hơn 30% DNA của mẫu vật này là không xác định, cho rằng chúng không phải là một phần của quá trình tiến hóa trên cạn của chúng ta. Jamie Mawson là ai? Mawson là một nhà báo đã điều tra nghiên cứu hiện tượng ngoài trái đất trong nhiều thập kỷ. Nhưng nếu những tuyên bố mới nhất của ông được chứng minh là sai, thì đây không phải là lần đầu tiên. Nhà nghiên cứu UFO người thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Mexico trình bày những phát hiện được cho là của mình, trước đây từng có liên quan đến những tuyên bố về khám phá người ngoài hành tinh nhưng sau đó đã bị bác bỏ. Bức ảnh tài liệu do văn phòng báo chí Quốc hội Mexico công bố cho thấy nhà báo nghiên cứu UFO người Mexico Jamie Mawson đang phát biểu trước Quốc hội Mexico ngày 12 tháng 9. Vào năm 2015, ông Mawson tiết lộ sự tồn tại của mẫu vật được cho là thi thể người ngoài hành tinh được khai quật ở Nazca, Peru. Tuy nhiên, sau đó phát hiện về người ngoài hành tinh đã bị vạch trần là xác ướp cho là của một đứa trẻ bị dị dạng đầu. Theo trang web kiểm tra thực tế Snopper.com, trên thực tế những hộp sọ thon dài như vậy thường được các nhà khoa học nhân chủng học giải thích là kết quả của một phương pháp biến dạng hộp sọ nhân tạo cổ xưa. Theo Snopper.com, một phần của nghi lễ tôn giáo cổ xưa, đứa trẻ bị trói đầu bằng vải, dây thừng và thậm chí cả ván gỗ, nở rộ UFO, UAP. Đầu năm nay, ông Mawson cũng tuyên bố rằng một bức ảnh được cho là UFO đã bay lượn sân vận động bóng đá FC Success cho thấy một con tàu có nguồn gốc không phải là con người. Tôi chia sẻ rằng vụ việc đã được phân tích bằng thiết bị AL và mọi thứ chỉ ra rằng chúng ta đang phải đối mặt với một hiện tượng dị thường không xác định UAP. Các nhà khoa học gọi những con tàu này là Ghost vì chúng là vật thể tối. Ông Mawson đăng một dòng trên Twitter. Phiên điều trần của Mexico về UAP diễn ra trong khoảng 2 tháng sau khi Quốc hội Mỹ tổ chức phiên điều trần để tìm hiểu về hiện tượng UAP. Cựu phi công hải quân Sean Brasper, một trong 3 cựu quân nhân làm chứng tại phiên điều trần hồi tháng 7, cũng xuất hiện hôm 12 tháng 9 để nói chuyện với các nhà lập pháp Mexico. Gravos,
là giám đốc điều hành của American Forsaver Aerospace, từ lâu đã thẳng thắn nói về những mối nguy hiểm mà các phi công quân sự phải đối mặt trong không phận của Mỹ trong các cuộc chạm trán với các vật thể bay bí ẩn theo những cánh đường dài vượt quá khả năng công nghệ của con người. Cựu quan chức tình báo của Mỹ David Grubb cũng đã làm chứng vào tháng 7 trước tiểu ban giám sát Hạ viện về những hiểu biết của ông về một chương trình bí mật của Lầu Năm Góc nhằm thu hồi và nghiên cứu các phi thuyền vũ trụ. Ông Grubb cũng từng là thành viên của Văn phòng Trinh sát Quốc gia, cơ quan vận hành các vệ tinh do thám của Mỹ, cũng cáo buộc chính phủ che giấu chương trình này với Quốc hội và biển thủ kinh phí để vận hành nó. Những ràng buộc pháp lý trong việc thảo luận về thông tin bí mật đã ngăn cản Grubb đưa ra bằng chứng xác thực về một chương trình như vậy, vốn bị Lầu Năm Góc nhiều lần phủ nhận sự tồn tại. Nhưng trong một nỗ lực lưỡng đảng, các thành viên Quốc hội đã cam kết sẽ tìm kiếm thêm thông tin về những gì quân đội và chính phủ liên bang hiểu biết về UFO hay UAB. Nhằm minh bạch hóa chủ đề thường bí ẩn này, Văn phòng điều tra UFO của Lầu Năm Góc ngày 1 tháng 9 đã cho ra mắt một trang web mới nơi công chúng có thể truy cập thông tin được giải mật về các trường hợp UFB được báo cáo. Văn phòng trên được thành lập sau khi Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia xác định 144 cuộc chạm trán UAB quân sự kể từ năm 2004 trong một đánh giá sơ bộ được công bố vào tháng 6 năm 2021. Con số đó đã tăng vọt trong năm nay lên tới 500 báo cáo về UAB quân sự. Nhiều trong số đó không thể giải thích được là hiện tượng tự nhiên như máy bay không người lái hoặc tinh khí cầu thời tiết. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, đây là lần đầu tiên Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc làm rõ nghi vấn của công chúng về vấn đề này. Trước đó, Quốc hội Mexico đã trưng bày các mẫu vật được cho là hai người ngoài hành tinh trong phiên điều trần về UFO, các vật thể bay không xác định hồi đầu tuần. Nhà báo James Mawson, người chuyên nghiên cứu về UFO cho biết, hai sinh vật không phải con người, có thân hình nhỏ bé, bàn tay có 3 ngón và đầu thon dài, được tìm thấy dưới lòng đất ở Nazca, Peru vào năm 2017. Ông nói rằng phân tích của Đại học Tự trị Quốc gia Mexico đã kết luận hài cốt này khoảng 1.000 năm tuổi. Song tuyên bố của ông đã làm dấy lên hàng loạt nghi ngờ, bao gồm cả trên nền tảng xã hội mạng Zihihu của Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, tài khoản chính thức của Cassi tuyên bố cho đến nay, các hoạt động không gian chúng tôi chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Những người dùng mạng xã hội Zihihu cũng bày tỏ sự hoài nghi về các hài cốt được trình lên các nhà lập pháp Mexico, cho rằng chúng là đồ giả được tạo ra theo khuôn mẫu của người ngoài hành tinh. Dựa trên một số phát hiện trước đây, một số người cho rằng những mẫu vật này thực chất là xác ướp trẻ em. Những đứa trẻ này có hộp sọ dài do tập tục buộc đầu bằng vải hoặc dây thừng. Một số người đã chỉ trích ông Mawson khi trình bày những khám phá này. Những người khác nói rằng nghiên cứu UFO Mawson còn tuyên bố đã nói chuyện có cả người ngoài hành tinh và Đức Mẹ Maria. Đầu năm nay, Quốc hội Mỹ cũng đã tổ chức một phiên điều trần về hiện tượng trên không xác định. Trong đó, ông David Grubb là cựu sĩ quan tình báo của Cơ quan Tình báo Không gian Địa lý Quốc gia đã cáo buộc chính phủ thu thập và khôi phục mẫu sinh học ngoài trái đất. Các nhà lập pháp cũng nhận định được thông tin từ hai phi công nói rằng họ đã chứng kiến vật thể bay không xác định. Ông Zhang Liwei, phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc, cũng từng thu hút sự chú ý tiết lộ đã từng nghe âm thanh không thể lý giải, giống như tiếng gõ cửa ở ngoài không gian. Trong cuốn tự truyện A Day in Space, ông Zhang mô tả, những âm thanh này rất thất thường, xảy ra cả ngày lẫn đêm, không có nguồn gốc rõ ràng từ bên ngoài hoặc bên trong tàu vũ trụ, giống như chiếc búa đập vào thùng sắt. Khi trở về trái đất, các kỹ thuật viên đã cố gắng tái tạo lại tiếng ồn bí ẩn đó, nhưng không thành công dù đã trải nghiệm hơn một năm. Tôi không còn nghe thấy tiếng âm thanh đó nữa, tuy nhiên tiếng ồn lại xuất hiện cho các chuyến bay vào vũ trụ sau này. Nhưng lúc đó tôi nhận ra đó là hiện tượng bình thường, ông Zhang viết. Nhưng cuối cùng các nhà khoa học đã tìm ra lời giải thích trong thí nghiệm sinh tồn hệ thống khép kín Luna Black 1 năm 2018. Họ đã nghe thấy tiếng âm thanh tương tự và kết luận rằng âm thanh này có thể tạo ra sự thay đổi hình dạng của tàu vũ trụ do sự thay đổi về nhiệt độ và áp suất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.